Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh The Fancy Desk của mình. Thì như các bạn đã biết á, thì dạo gần đây á, cái dân lập trình backend á, thì người ta bắt đầu người ta nói nhiều về Docker, đi đâu cũng phải sử dụng Docker các kiểu, Docker ngon, Docker xịn vậy này kia thứ. Thì cái Docker vậy thì đối với những bạn mà mới tìm hiểu đó, thì các bạn sẽ thắc mắc là Docker là gì và những cái khái niệm của bên trong Docker là như thế nào và tại sao là nó lại là được người ta đánh giá cao và được nhiều người sử dụng như vậy. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ nói một cách đơn giản vắn tắt những cái gì nó cực kỳ đơn giản về Docker thôi và so sánh nó với một trong những cái thứ mà mọi người hay dùng nhất, đó là máy ảo. Thì tại sao Docker nó được mọi người đánh giá cao hơn ha? Thì đầu tiên trước khi nói về Docker thì mình phải tìm hiểu về, nói sơ qua đi, cái máy ảo là gì. Thì nó nghe cái tên máy ảo thôi thì mọi người đã biết rồi, máy ảo chắc chắn không phải là máy thật. Máy ảo là một cái máy được dựng lên trên một cái máy thật. À, nghe nghe thì nó hơi 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 gì đó ha, kỳ kỳ, nhưng mà đại khái là gì, mình có một cái máy, xong rồi một cái máy vật lý đúng không, rồi sau đó mình sẽ cài một cái phần mềm gì đó, ví dụ như là VMware hoặc là gì VirtualBox đó. Thì sau khi bạn cài phần mềm đó, bạn sẽ tiếp tục là cài đặt một cái hệ điều hành, một setup một cái máy, nó cũng có là CPU, RAM, ổ cứng, y chang là một cái máy, mà lúc mà bạn ráp cái máy vậy nó là bạn cài vào một cái hệ điều hành trên cái máy ảo đó. Nó thì cái đó chính là một cái máy ảo. À, thì một cái ví dụ đơn giản hơn, mà nếu mà các bạn thường hay chơi game, bạn sẽ thấy là khi mà các bạn cài một cái phần mềm giả lập để chơi game á, thì bản thân nó cũng là một cái dạng máy ảo, nó giả lập một cái máy Android hay là iOS gì đó để các bạn cài những cái ứng dụng Android iOS lên trên cái PC của bạn để các bạn chơi, thì nó cũng là một dạng máy ảo. Thì đây, cái hình này là nó biểu diễn cho cái máy ảo, một cái máy ảo ha. Thì đầu tiên cái layer thấp nhất là cái infrastructure này, thì nó là hạ tầng. Hạ tầng mình có thể hiểu này rất là đơn giản thôi, đừng có hiểu cái gì đó quá cao siêu ha. Hạ tầng ở đây của mình chính là cái máy tính của mình, nó bao gồm có CPU nè, RAM nè, ổ cứng nè, không thì đó đó chính là những cái infrastructure của mình. Thì tiếp theo lên trên nữa, đó là hot OS, nghĩa là cái hệ điều hành chủ, hệ điều hành chính mà nó chạy trên cái máy đó. Ví dụ như là tôi sử dụng MacBook thì hệ điều hành của tôi là Mac OS đúng không? Các bạn sử dụng PC thì các bạn thường sẽ cài Windows chẳng hạn vậy, hoặc là Linux, thì nó là gọi là host OS, nghĩa là hệ điều hành chính trên cái đó, trên cái máy của bạn. Rồi thì cái hypervisor này mình có thể hiểu nôm na nó là một cái gì đó giúp các bạn có thể ảo hóa, các bạn phân dùng, các bạn chia nhỏ cái máy của bạn ra thành nhiều cái máy ảo ha. Thì có thể hiểu nôm na nó là cái phần mềm VMware chẳng hạn, hoặc là VirtualBox ha. Đó thì nó chính là cái tầng hypervisor, tại vì những cái phần mềm đó nó giúp cho bạn phân cái máy của bạn ra, chia nhỏ cái máy của bạn ra để chia thành nhiều nhiều cái máy, mấy con nhỏ hơn, thì nó là hypervisor. Hiểu hôm nay vậy đi ha. Rồi thì từng cục màu xanh lá, xanh dương và cái màu này vàng vàng cam cam này đây, thì nó chính là những cái máy ảo của mình. Và ví dụ như trong trường hợp mình làm backend đi, thì mỗi cái máy ảo nó sẽ chạy một cái service, một cái ứng dụng gì đó của mình chẳng hạn như vậy. Thì trên mỗi cái máy ảo,
mình sẽ cài một cái hệ điều hành nữa mà mình sẽ gọi nó là guestOS. Thì cái hệ điều hành này nó cũng là một cái hệ điều hành hoàn chỉnh, hoàn thiện đầy đủ ha. Nó cũng giống như là HotOS đây nè, nó cũng là ví dụ như bạn cài có thể cài Windows trên đây, nó cũng có giao diện, nó cũng chạy lên được cái này cái kia cái nọ đầy đủ hết. Thì nhưng mà để phân biệt nó với lại cái hệ điều hành chính ở đây thì mình sẽ đặt tên nó là guestOS. Thì ông này có thể cài Windows, ông này có thể cài Linux, ông này có thể cài Ubuntu, ông này có thể cài Mac cái gì đó, CentOS hay gì đó, đó kiểu kiểu vậy. Nó thì mỗi ông sẽ là một cái guestOS. Thì bên trên cái guestOS này nó sẽ có những cái thư viện và những cái binary để mà có thể hỗ trợ cái việc chạy được cái ứng dụng này. Dùng ở trên, nhiều ứng dụng ở trên nó sẽ có những cái cần những cái thư viện gì, những cái library gì ha, đó, driver gì chẳng hạn vậy, để mà có thể chạy được. Thì, đó, thì nó sẽ cài đặt ở phía trên cái guestOS này. Vậy thì mỗi cái ứng dụng của mình nó sẽ bao gồm một cái cục này. Nè, ba cái cục này thì ví dụ như là người ta cấp cho mình đi chẳng hạn vậy, ta cấp sẵn cho mình, người ta kêu mình vô mình cài đặt thì mình sẽ setup mấy cái này, đúng chưa? Thì rõ ràng các bạn có thể thấy ở đây là cái việc mà mấy bạn cài đặt một cái ứng dụng, một cái service gì đó trên một cái máy ảo nó rất là nặng nề, tại vì bạn phải cài đặt hẳn nguyên một cái hệ điều hành ở đây, cái guestOS đây, cái hệ điều hành hoàn chỉnh nha, hoàn chỉnh nha, đầy đủ tất cả mọi tính năng của cái hệ điều hành bình thường nha. Thì nó sẽ rất là nặng. Ví dụ một đống này, ví dụ các bạn cài cài Linux hay gì đó thì có thể nó lên vài trăm mb cho một cái cục này, trong cục ứng dụng vài trăm là hết hết vài trăm mb ha, hoặc là thậm chí là vài g đó. Thì bởi vì nó nặng như vậy nên mỗi khi mà các bạn mà bật cái ứng dụng lên, boot chạy cái ứng dụng lên, phải bật cái hệ điều hành này lên nè, rồi nó mới chạy được cái này, rất là nặng nề, rất là chậm. Chưa kể là nó tốn cái dung lượng của mình à, mà thật ra thì đa phần những cái phần ở trong cái guestOS này là mình không cần tới. Như là nếu các bạn lập trình thì các bạn đâu cần tới giao diện làm gì, đúng không? Các bạn chỉ cần những cái thư viện đủ để các bạn chạy cái code của bạn thôi. Nó sẽ có cả giao diện rồi driver để tích hợp rồi chuột bàn phím các kiểu, nghĩa là rất là nhiều thứ linh tinh mà mình sẽ không cần tới thì nó sẽ bị dư thừa đó. Thì đó là chính là một cái khái quát về cái máy ảo. Rồi vậy thì Docker là gì? Thì đây là định nghĩa của Docker. Docker là một công cụ được thiết kế để tạo ra thì lo chạy nghĩa là mình có thể nói là nó không có tác công khẳng định điều ra một quá kịch. Thì cái này chẳng qua là đem cái định nghĩa rồi Google Translate thôi chứ chả có khỉ gì cả ha. Thì đại khái là nó là một cái tool để đóng gói các cái code lại, gói code và những cái thư viện dependency nó đóng gói lại và để mà triển khai một cách dễ dàng ha. Giống như các bạn khi mà các bạn lập trình cho Android iOS gì đó, khi các bạn build thì nó đóng gói tất cả mọi thứ lại thành một cái file APK hoặc là cái file IAB, IBA chứ lộn nhầm. Đó, file IBA bạn đưa lên trên store đúng không? Thì những người khác chỉ cần là ok cầm cái máy Android hoặc iOS đào cái bucket đó về là bấm cài đặt là nó sẽ chạy, là máy nào cũng sẽ chạy được, nếu mà tương thích thì máy nào cũng sẽ chạy được đó. Thì Docker mình có thể hiểu nôm na là nó như vậy, là khi mà mình build một cái mình sẽ ra được một cái gì đó rồi nó đóng gói toàn bộ lại rồi, thì khi mà muốn muốn chạy chỉ cần là bấm chạy cài đặt là chạy thôi đó. Nó không quá phụ thuộc vào nhiều vào môi trường này kia nọ nữa, cái kiểu kiểu như vậy đi đó. Rồi thì đây là cái mô hình của anh Docker, nó sẽ như thế này. Nó cũng vẫn có một cái tầng là hạ tầng đúng không, vì chơi lúc nào cũng phải có CPU, RAM, ổ cứng chưa, và trên cái máy đó thì bắt buộc phải chạy một cái hệ điều hành nào đó thì nó mới làm việc được. Hệ điều hành này, hệ điều hành chính thì nó có thể là Windows, macOS, Linux. Thì trên cái hệ điều hành này mình sẽ cài đặt một cái gọi là container engine.
Container Engine này chính là cái ứng dụng mà ứng dụng Docker mình tải gì mình cài đó. Đó. Hiểu nôm na vậy đi ha. Đừng bắt tôi giải thích kỹ quá tại tôi cũng đâu biết đâu để giải thích. Đó. Hiểu nôm na là cài Docker thôi ha. Ứng dụng Docker đó. Rồi, thì khi các bạn cài ứng dụng Docker rồi nó sẽ tạo ra một cái môi trường. Trên đó, trên cái môi trường đó, các bạn sẽ deploy những cái ứng dụng của bạn một cách độc lập ha, độc lập này. Mình thấy các bạn thấy cái khung đen này không, nó tôi vẽ có ý tôi vẽ này là cho nó ý nghĩa là những cái ứng dụng này là độc lập với nhau á, nó không dính dáng liên quan gì với nhau hết, mặc dù là nó nằm chung trong cái Docker Engine ha. Vậy để tôi quay trở lại cái hình lúc nãy ha. Này thì ba cục này là cũng hoàn toàn độc lập và tách biệt với nhau nè, tại vì mỗi cái nó sẽ chạy trên một cái máy ảo riêng và nó gần như là nó không liên quan với nhau hết. Còn này thì nó cũng độc lập nhưng mà nó nằm chung ở trong cái một cái container engine. Thì các bạn có thể thấy rõ vấn đề ở đây là khi mà nó chạy ở trong container engine á thì nó chỉ cần những cái thư viện và những cái binary vừa đủ để cho cái ứng dụng này nó chạy thôi là được, nó không cần phải cài thêm một cái gọi là guest OS nữa. Đúng không? Nghĩa là nó giảm thiểu tối đa những cái gì không cần thiết và nó chỉ để nó chỉ đưa lại những gì cần thiết để mà đủ để mà có thể chạy được cái ứng dụng, cái service của bạn lên thôi. Thì nó sẽ ưu điểm của nó là gì, nó rất là gọn nhẹ, đúng không? Cực kỳ gọn nhẹ, một cái file mà bạn build ra tôi thấy tầm mười mấy mê thôi. Mười mấy mê thôi là chạy rồi, thì bởi vậy nó chạy cũng nó mười mấy vài chục mê thôi, tùy theo cái kích thước và cái những cái thư viện các bạn sử dụng. Thì nó rất là nhẹ. Nhẹ thì sao, nó khởi động nhanh, nó chạy khởi động lên rất là nhanh, nó boot lên nhanh, thay vì phải bật cái cả cái iOS lên thì giờ nó chỉ cần bật con lên lên đúng không, rồi bật cái app lên, upload những cái dependency là chạy thôi, rất là nhẹ. Thì đó là một trong những cái ưu điểm của nó. Và được cái là nó sẽ tách biệt hẳn, nó không bị gọi là dependency với cái anh cái một cái OS nào hết á. Nên là khi các bạn deploy ví dụ như cái app một này nó cần những cái dependency nào thì nó chạy những cái dependency đó thôi. Nó rất là gọi là đơn giản. Và khi mà các bạn muốn deploy cái app một này đó, trên một cái máy khác thì các bạn chỉ cần cầm cục app một này ha, miễn là cái máy bên kia nó vẫn có, nó đã cài cái container engine rồi, nghĩa là nó cài Docker rồi á, thì bạn cầm cái app một này qua, bạn quăng qua bên đó là nó chạy ha, nó không cần quan tâm ở bên phía bên dưới này là host OS nó là gì, cũng không cần quan tâm bên manager là gì ha, nó chỉ cần quan tâm là trên này có container engine là nó sẽ có thể chạy được. Giống như là các bạn là build một cái có một cái app Android thì cứ cài vô cái máy Android là chạy được vậy đó. Đó, rất là đơn giản dễ hiểu đúng không? Rồi tiếp theo là những cái cụm từ và những cái định nghĩa. Khi các bạn tìm hiểu về Docker thì nhiều khi các bạn hơi hơi confused một xíu ha. Đó, thì mình sẽ giải thích đây bằng cái cách hiểu mà gọi là đơn giản nhất, giống như những gì mình hiểu chứ không phải là theo những cái định nghĩa linh tinh trên đó, càng đọc càng rối ha. Thì đầu tiên nó sẽ là container image, hay là các bạn có thể gọi là Docker image, hay là chỉ cần image thôi là đủ. Image ha, các bạn nào thích đọc image gì đó thì tùy các bạn nha, tôi đọc image. RAM thì nó là gì, nó là một cái file đóng gói và cài đặt, hiểu nôm na là vậy. Có nghĩa là nó là một cái file tập đóng gói lại tất cả mọi thứ về thư viện nè, code nè, dependency nè, đó, tất cả mọi thứ đóng lại thành một cục, một cái gói. Thì cái gói đó là kêu là image, giống như cái gói mà bình thường mà bên Android thì người ta kêu là cái file APK đúng không, bên iOS thì là IPA không, IPA đó. Thì ở bên Docker thì người ta kêu cái gói đó là một cái image ha, Docker image, container image. Thì
Sau khi mình có cái image rồi, mình run cái image lên á, nghĩa là mình chạy, mình thực thi á, mình deploy á, thì nó sẽ chạy trên một cái container. Nghĩa là cái ứng dụng, cái service mình đang chạy là một container. Không? Tất nhiên là trong container còn nhiều thứ khác nữa, chứ không phải là chỉ riêng riêng cái image của mình không, nhưng mà đại khái hiểu nôm na là container chính là cái service mà mình đang chạy. Service mình stack cái image lên, mình chạy, mình run cái image đó thì nó sẽ ra một cái container. Đó. Nó chạy trên một cái giống như là một cái ứng dụng chạy trên một cái project mới vậy đó. Đó. Đại khái là vậy. Nhưng mà hiểu không? Giống như là một cái app mình bật là mình chạy vậy đó, thì nó cái app đang chạy đó chính gọi là container. Ừ. Hiểu vậy cho nó dễ đi. Ừ. Rồi, còn Dockerfile là gì? Thì Dockerfile nó là một cái tập lệnh. Đó, một cái tập lệnh mình định nghĩa những cái lệnh để mà có thể build ra được một cái Docker image hay là container image đó, hay nói đơn giản là image đó, ha. Thì mình quy định những cái lệnh đó là ok, tôi sẽ dùng chạy cái những cái những cái gì ta, những cái thư viện cần thiết của tôi là gì á, rồi những binary cần thiết là gì, tôi chạy trên cái image tôi là sẽ sử dụng môi trường nào như vậy, rồi cái code của tôi sẽ thực thi như thế nào kiểu vậy. Thì ứng mình sau khi mình define những cái lệnh đó ra xong á, thì mình sẽ gọi Docker build. Đó, build. Đó. Thì nó sẽ build ra một cái Docker image từ cái Docker file. Ha. Sau khi mình define ra xong cái Docker file rồi đúng không? Mình gọi Docker build. Thì nó sẽ build ra được một cái image. Ha. Và khi mình chạy cái image đó thì ra container. Đó. Các bạn thấy thấy đơn giản không? Build một cái Docker file ra một cái container image. Rồi container mình run cái một cái image đó nào đó thì nó sẽ ra một cái container. Ok. Rất là đơn giản đúng không? Thì tắc là gì? Tắc ở đây thì nó chính là cái tên hoặc là cái version của cái image đó để mà mình phân biệt giữa cái image này và image kia. Ha. Giữa hai cái image khác nhau thì cái tên và cái version nó khác nhau, hoặc là cùng cái image thì cái version khác nhau để mà mình phân biệt được cái version nào cũ, version nào mới chẳng hạn vậy. Đó. Thì đó là những cái định nghĩa mà cơ bản nhất về về cái Docker. Tất nhiên là còn nhiều cái định nghĩa nữa như Docker Hub là gì á, kiểu kiểu vậy, nhưng mà mình nghĩ là mấy cái đó quá đơn giản. Thì Docker Hub thì các bạn cũng giống là một cái chỗ tập trung của những cái Docker kiểu vậy đó, giống như là GitHub hay là Pornhub gì đó, cái kiểu vậy đó ha. Thì mấy cái đó đơn giản quá khỏi giải thích đi ha. Rồi vậy thì mình có cần mình phải xem qua một vài cái mịch ha. Rồi mình zoom to to lên. Rồi ví dụ mình bây giờ mình sẽ gõ lệnh docker ps thì nó đang là không có một cái container nào đang chạy, không có container đang chạy ở đây hết. Thì nếu như mà các bạn đã xem ở mình ở những cái video trước á, thì mình đã có chạy một vài cái mịch giống như là MySQL, Redis ha. Thì những cái lệnh Docker đó, cái nếu các bạn không biết kiếm ở đâu đó, thì các bạn cứ lên trang Docker ha. Docker rồi cái dụ như các bạn muốn start MySQL đi thì Docker MySQL ha. Thì lên đây, đấy hub Docker này, đó. Thì ở đây người ta sẽ đưa cho các bạn những cái lệnh. Lệnh đó ví dụ Docker run là name là show MySQL nè. Password cái này cái kiểu nào cái tắt nè đó, thì các bạn bắt chước cái lệnh này về chạy lên thì nó sẽ stack lên được cái container tương ứng cho các bạn. Ví dụ như các bạn cần chạy MySQL thì các bạn tìm MySQL, Redis thì cần tìm tìm Redis đúng không? Ở đây thì ở những cái video trước thì mình đã những cái bài trước về về GRPC rồi AMCDS gì đó, nó Go lăng cái kiểu đó, thì đã có một vài cái lệnh chạy MySQL, Redis rồi. Thì bây giờ mình sẽ bét mình chưa stack lên thôi đó, thì mình bét trừ a mình kiếm nè đó,
kiếm nè thì có MySQL nè, Redis nè, đúng không? Đó. Ừ. Thì bây giờ mình sẽ rồi, ok, clear đi. Bây giờ mình sẽ stack lên, ví dụ như là mình Docker stack nè, MySQL. Rồi, nó stack MySQL rồi, giờ mình Docker BS ha. Thì nó ra đây. Ừ, nó ra được đây. Container ID của mình là 49B gì này nè, không? Image là MySQL. Rồi, bọt. Bọt đang chạy ha. Rồi, đó. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi, đó. Rồi mình cần thì mình Docker stop thôi, mình không chạy nữa đúng không? Thì mình Docker stop mình đưa vào cái container đi, mình stop nó đi. Là xong. Rất là đơn giản đúng không? Đấy, là nó stop rồi, giờ mình Docker BS lại nè. Liệt kê ra những container đang chạy là không còn nữa rồi đúng không? Rồi ví dụ như một cái lệnh nữa là lệnh Docker image ha, thì nó sẽ list ra toàn bộ những cái image của mình đã load vào trong cái Docker của mình. Đấy, quá trời quá đất luôn nè, chưa tùm lum tà la luôn đó, các bạn thấy không? Đó. Quá trời mịt luôn nè, không Kibana, MySQL, Sentry tùm lum đây hết, nó nghĩa là tôi đã load rất là nhiều thứ trong này rồi đó, ví dụ vậy. Đó thì nghĩa là đây chỉ là một cái video sơ bộ về Docker vậy thôi. Rồi còn cụ thể ví dụ như các bạn muốn tìm hiểu thêm về ok anh ơi mình muốn viết một cái Docker file như thế nào, hoặc là còn cái khái niệm nữa là Docker Compose ha. Docker Compose là gì? Docker Compose là mình sẽ viết một cái file đặc tả, trong đó mình đặc tả toàn bộ những cái service và những, nghĩa là khi mà mình chạy một cái ứng dụng một cái service lên đó, mình không có chạy chạy chỉ có một cái, mà mình có thể là ở cái service của tôi cần MySQL, cần Redis, cần RCS gì đó, cần thuộc vào những cái service khác, thì thay vì mình phải ngồi mình stack bằng tay từng cái service một, ví dụ như tôi phải stack cái MySQL lên trước này, xong rồi stack Redis này, bây giờ tôi riêng Elastic thì tôi phải stack Elastic lên nè, xong rồi sau đó tôi mới stack được cái service chính của tôi lên. Thì bây giờ mình sử dụng một cái gọi là Docker Compose. Phải Docker Compose là phải đặc tả toàn bộ những service và những cái liên quan đó. Và những cái gọi là phụ thuộc dependency với nhau, ví dụ như là ok service X này nó liên quan, nó depend vào service Y, cái service Y chẳng hạn vậy đó. Thì khi mà các bạn define được một cái file Docker Compose, các bạn chỉ cần gọi là Docker Compose up thì tất cả những cái service đó sẽ tự động là được được deploy lên, nghĩa là được sạc lên cho bạn, thì các bạn test nó rất là nhanh gọn, rất là khỏe à. Thì đó, nãy là tôi viết thiếu cái chỗ Docker Compose đó, thì bạn nào mà còn ngồi coi tới cái khúc này thì các bạn sẽ biết được thêm chút đó hen. Thì đó, ở video này thì chắc chỉ nói vậy thôi, còn bạn nào mà muốn biết thêm làm sao để viết một cái Docker file rồi chạy build như thế nào, run một cái image lên như thế nào, thì tìm hiểu nhiều nhiều hơn về Docker, muốn nhiều hơn là làm thêm video về Docker, thì các bạn cứ comment phía bên dưới rồi mình sẽ sắp xếp thời gian mình làm video mình hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.